thường hay bỏ em tận phút đầy nhà. Có được người yêu nổi danh là đấng hào hoang, đời vui biết dường nào, tình say đắm ngọt ngào. Hỏi bạn rằng có người nào mà không mơ ước, thế mà lòng em vẫn chưa được mấy hài lòng. Dẫu rằng người yêu của em cũng khá thủy chung, đời đâu biết mà ngờ, hào hoa vốn nặng nề, bởi hào hoa cũng là đào hoa vậy thôi. Hào hoa là gì nếu không đào hoa là gì? Hào hoa là gì nếu không đào hoa là gì? Là một chàng đẹp trai, công lưu và duyên dáng, đôi mắt đa tình nhiều cô si mê. Có chồng hào hoa chúng ta tìm phải đề phòng, bởi người hào hoa ít khi được tiếng thủy chung. Người mang tiếng đèo bồng, tình bay bướm người phiền, phố cuộc đời khổ nhiều người vì người yêu hào hoa. Bạn thường hay bảo em cần vững đầy nhà, có được người yêu nổi danh là đấng hào hoang, đời vui biết dường nào, tình say đắm ngọt ngào. Hỏi bạn rằng có người nào mà không mơ ước, thế mà lòng em vẫn chưa được mấy hài lòng. Dẫu rằng người yêu của em cũng khá thủy chung, đời đâu biết mà ngờ, hào hoa vốn đáng kể, bởi vì hào hoa cũng là đào hoa vậy thôi. Hào hoa là gì nếu không đào hoa là gì? Hào hoa là gì nếu không đào hoa là gì? Là một chàng đẹp trai, phong lưu và duyên dáng, ánh mắt đa tình nhiều cô si mê. Có chồng hào hoa chúng ta từng phải đề phòng, bởi người hào hoa ít